các bạn chào mừng các bạn đến với kênh đinh Lăng food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha thì mấy bữa nay cái nhà ở trên tân á, người ta đang sửa gì đó đập ầm ầm cho nên là tân không có kể chuyện được không có tập trung được thì hôm nay mà không kể nữa thì cũng không được tại tháng này cũng kể ít quá cho nên là tân cũng cố gắng tân kể mà lỡ có nghe tiếng ầm ầm thì các bạn thông cảm dùm cho tân thì câu chuyện ngày hôm nay á nó dựa trên một cái lời nhắn một bạn fan tân thì dạo này tân đọc những cái tin nhắn đặc biệt của fan khá nhiều bởi vì tân thấy cũng có nhiều câu hỏi cũng tương đối hay là bạn này hỏi là sao em thấy những cái chuyện tâm linh đó, nó có những cái nó tương đối mập mờ nó khó hiểu và đặc biệt rằng là nó có những cái mà không có logic à, thì cái câu chuyện mà một câu chuyện ma một câu chuyện tâm linh thần thánh mà nó không có sự logic là tân đã giải thích rồi nó xảy ra thường xuyên nhưng mà thôi thì mình nói về cái mập mờ trong những câu chuyện ma thì cái mập mờ này là cái gì bạn nó cũng xoay quanh vấn đề không có logic có nghĩa rằng là ma là một câu chuyện trong nhân gian một ai đó họ nhìn thấy họ kể về cho mình và bản thân mình trong quá trình mình trải nghiệm mình đi làm mình đi chơi hoặc là mình đi qua những cung đường vắng Bỗng nhiên mình cảm thấy có ai đó kêu mình Hoặc là mình cảm thấy có một cái ai đó đang tồn tại song song với mình Hoặc giả mình cũng nhìn thấy bóng trắng Hoặc giả là mình cảm thấy nổi da gà À cái hạn mức cuối cùng là mình nổi da gà Mình cảm thấy rợn người sợ sợ Thì đó là một trong những hiện tượng liên quan đến tâm linh à, Thì khi mình nghe một ai đó kể rõ hơn về điều đó Thì mình chú tâm và từ đó nó thành một câu chuyện ma Còn mà mình muốn nó logic đến mức mà nó giống như đời sống con người thì thật ra rất là khó đôi khi những câu chuyện ma nó phải có một cái đoạn mập mờ một cái đoạn mà mình không thể nào lý giải được đó là một ai đó có khả năng tâm linh họ nhìn thấy ma hoặc họ giao tiếp được với ma như là thầy pháp như là người có căn người có mắt âm dương hoặc là một cái điều kiện gì đó mà làm cho người đó tiếp xúc được với thế giới bên kia hoặc là ai đó đã từng chết hụt họ đi xuống địa phủ họ đi thấy những vong hồn rồi họ trở về lại thể xác của họ họ kể lại câu chuyện đó thì cái đoạn đó là đoạn mập mờ à cái đoạn mập mờ theo ý của cái bạn fan mà gửi cho tân cái câu hỏi đó thì thật ra ngoài những chuyện tâm linh ra thì trong cuộc sống cái gì nó cũng có cái đoạn mập mờ đó hết nhưng mà chẳng qua chúng ta không để ý thôi trong tình yêu sẽ có một cái đoạn mập mờ cái đoạn mập mờ đó là khi chúng ta đang cua nhau nhưng mà không là gì của nhau. Khi bạn thích một người con gái, một người con gái thích bạn, họ sẽ nói chuyện với bạn với phương diện là gì? Tình bạn. Từ đó họ tìm hiểu về cuộc sống, cái suy nghĩ, con người, gia đình. Từ đó mình mới có cái cuộc gặp gỡ. Rồi có cái buổi chốt hạ là anh làm người yêu em được không? Hoặc là em muốn làm bạn gái anh được không? Thì lúc đó cả hai cho nhau một cái điều kiện là được quan tâm, được chăm sóc, được ghen, được gọi là tìm hiểu một cách sâu hơn về người đối đối phương. Nhưng mà trước lúc đó, trước lúc đó nó có cái đoạn mập mờ, có nghĩa là mình giống như người vô danh và người ta cũng không danh phận với mình. Chỉ là hai bên trao tình gợi ý với nhau thôi. À, thì nếu bạn ghen thì bạn là cái gì của người ta mà bạn ghen mà người ta ghen bạn thì người ta đã là gì của bạn đâu mà người ta ghen bạn. Thì đó là cái gì? Đó là cái đoạn mập mờ trong cuộc sống đó. Và khi bạn đi xin việc làm thì bạn phải làm thử việc làm sao? 3 tháng. À, thì lúc đó là đoạn mập mờ giữa bạn với công ty đó. Bạn tầm thử việc 3 tháng thì lương của bạn không phải là lương chính thức cho nên nó rất là thấp. Thì người ta sẽ bào sức lao động của bạn. Người ta sẽ không nói cho bạn biết cái việc đó là nó quá giới hạn của một người mới ra trường. Có rất nhiều công ty họ mập mờ như vậy. À, thì cái sự mập mờ nó luôn tồn tại trong cuộc sống các bạn. Đừng có nói đến tâm linh. Những nhà khoa học họ tạo ra những công trình, những thứ tiện ích cho đời sống. Nhưng mà trước khi những thứ tiện ích đó được công bố, nó có một đoạn mập mờ. Đó là đoạn nghiên cứu và xài thử. Nếu như mà xài được, ngon lành, họ công bố. Còn không được, họ giấu luôn. <laughs> thì đó là sự mập mờ trong cuộc sống. Cái gì cũng vậy. Nước trong quá thì sẽ không có cá. Ông bà mình đã nói rồi, cái gì cũng vậy hết, nó phải có trắng có đen, nó phải có dung hòa qua lại. Cho nên đôi khi trong cuộc sống mình nên nhắm một mắt, mở một mắt thì nó tiện cho cuộc sống mình hơn. Chứ cái gì mình cũng đòi sự rõ ràng, cái gì mình cũng phải là minh bạch thì không bao giờ có. Không bao giờ có ngay cả người đó có minh bạch cách mấy họ cũng có sự mập mờ tân cũng vậy à, ừ tân cũng mập mờ hơn bất cứ ai nữa nha khi kể chuyện ma thì tân là tân nhưng ở ngoài cuộc sống tân mập mờ lắm ạ chưa chưa biết là người như thế nào à? đó thì làm sao mà, mà mình có thể mình đòi hỏi hết được cái chuyện đó cũng như cái sự vi diệu của chuyện ma à cái logic của nó là gì là câu chuyện đằng sau cái 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 dông hồn đó cái sự việc ghê rợn xảy ra đó nó có cái tình tiết nào mình cảm thấy là nó hợp lý hay không từ đó mình một mắt nhắm một mắt mở mình ủng hộ cái người kể chuyện ma thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện tân gửi đến các bạn à một cái câu chuyện của một bạn fan bạn gửi về cho tân thì à, bạn quê ở tiền giang À, đa số các bạn gửi chuyện là, là người miền tây ha dạo này thì quê bạn ở tiền giang ba bạn là một người xây dựng à, một công ty xây dựng thì ba bạn rất thường xuyên đi làm công ích là ba bạn đi xây chùa à, xây đình cho người ta miễn phí nhưng mà thật ra mà nói đó thì ba bạn đi tu sửa thì nhiều hơn là xây dựng bởi vì người ta đã xây sẵn rồi nhưng đôi khi người ta bị dột hoặc là qua năm tháng người ta có những nơi người ta được cúng dường đó người ta muốn gắn máy lạnh à, để cho tiện ích cái việc các thầy người ta tu hoặc là những đình miễu người ta có máy lạnh để cho mọi người người ta vào đó nó mát mẻ hơn cái việc mà người ta cầu thần cầu thánh nó thuận tiện hơn thì ba bạn sẽ là người đứng ra giúp gia cố xây dựng đi lại đường ống này kia các cái à, cho những nơi đó để tạo cái công công đức cho gia đình thì ba bạn không tính tiền thì bạn biết là trong số những cái người làm việc cho ba bạn á, thì có một số người là thợ lâu năm à, người ta cũng sẵn sàng vì cái chuyện mà làm công ích người ta phục vụ người ta cùng ba bạn xây dựng thì trong đó có một cái người chú thì chú này ta gọi là chú công à chú tên là công thì chú đã theo ba bạn từ thời còn trẻ kìa à, hai anh em làm qua rất là nhiều những công trình và chú công với ba bạn đặc biệt rất thích xây dựng và trùng tu những ngôi đình cũ cổ bởi vì nó có những cái kiến trúc mà rất là hay và những câu chuyện thờ trong đình có nghĩa là có nhiều người người ta thờ một cái vị nào đó mà mình không biết luôn mà cái vị đó đã từng giúp cho người trong gia đình đó hoặc là cái người trong cái dùng đó thì những ai mà người ta đi tứ xứ người ta làm ăn nên thì người ta xây cái đình của cái vị quan mà phò hộ cho người ta à dần dần cái cái cái, cái những người đó họ xây dựng nhiều nó trở thành tín ngưỡng nhân gian và những người trong vùng người ta tới thấp nhang thấy linh thì người ta thờ phụng nhiều khi người ta cũng không hiểu lịch sử của cái đình nó như thế nào nhưng mà ba của bạn này với những người anh em khi vô làm lại thì biết được nhiều thứ lắm cho nên họ rất là thích thì ngày đó ở ngay cái ấp kế bên có một cái đình cái đình này đã lâu lắm rồi à, không có ai trùng tu lại mà ở trong đình những cái pho tượng à, những cái bức phù điêu rất là đẹp thì nghe đâu là ngày xưa có một cái gia đình nào đó làm ăn rất là khá giả người ta xây cái đó lên rồi sau đó là người ta lại đi nơi khác người ta làm ăn thì người trong dùng lúc ban đầu người ta tới người ta thờ phụng rất là linh nhưng mà sau này do không ai trùng tu rồi trải qua nhiều năm tháng nó trở nên sập sệ <laughs> cái người mà coi cái 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 đình đó thì người ta cũng không quan tâm lắm và người ta cũng không biết lịch sử là như thế nào thì sau đó là có những người trong cái dùng đó người ta nói là cái đình này linh lắm nếu được thì nên trùng tu lại để cho bà con có cái chỗ thờ phụng cái vị trong đình đó thì lúc đó là ba của bạn mới kêu chú công này á, là cái người gia cố cái chỗ đó lại mà đầu tiên là mình làm lại những cái mái ngói là bị gì nó bị dột, bị thấm. Khi mà ở bên ngoài xong xuôi hết, mình mới làm vô bên trong. Đó, thì chú công mới lên trên cái mái ngói đó, mình gia cố mình coi chỗ nào bị à, bể gạch hay là bị bị lủng, bị dột gì đó thì mình gia cố lại. Thì trong quá trình gia cố làm lại đó thì chú công này mới dở những cái mái ngói đó lên thì mới phát hiện dưới những cái mái ngói nó có những cái tấm thẻ bằng gỗ nhưng mà nó không có nằm mà chung với nhau, nó nằm rải rác. Thì chú công không hiểu là tại sao người xưa người ta lại xây như vậy. Thì chú mới lấy một cái tấm gỗ đó về, chú nghiên cứu, bởi vì chú này cũng là người biết đọc mấy cái chữ Hán chữ Nho ngày xưa. Cho nên muốn biết là tại sao người ta lại nhét tấm gỗ vào trong đó, nó có ý nghĩa gì thì tò mò thôi. Thì khi mang cái tấm gỗ đó về đó thì sau bữa cơm chiều mới lấy cái điện thoại mới bấm cái 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 đèn rội vô coi coi là cái hoa văn nó viết cái gì thì khi mà đọc xong không hiểu à thấy dòng chữ lằn ngoằn quá không hiểu mà nó nhỏ quá nhìn không ra nhưng mà bỗng nhiên nó nó phát ra một cái mùi hương thơm như là thương thơm của gỗ à, gỗ đàn hương này, này kia đó thì chú thích quá chú mới nghĩ rằng à có bao giờ người xưa người ta để như vậy để cho cái 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 gỗ này nó nó, nó 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 phát nó tiếp xúc ánh sáng nó phát ra cái mùi hương rồi theo làn gió nó, nó đi vô trong đình à, nó thơm bà con nhà này kia đó thì chú nghĩ vậy thôi thì chú nghĩ là à nó cũng không có giá trị gì thì mới mang cái miếng gỗ nó lót ở dưới cái giường của mình ngủ thì đêm hôm đó đêm hôm đó chú nhìn thấy một con quỷ trong hình dáng người lính mà lính ngày xưa lính mà bận đồ giáp trụ đó thì con quỷ này nó mới quỳ ở ngay đầu giường nó mới nói với chú á, là lập tức mang cái miếng gỗ đó về lại đình bị gì nó đang thèm mùi máu người trong đình là chủ công của tôi là cái người mà hàng ma phục yêu và hàng được cái 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 cái, cái ma ma lực trong người của tôi mới phù vô cái tấm gỗ này À, để đó mà ngày đêm chịu nắng mưa để chuộc lại cái tội mà tôi đã giết không biết bao nhiêu người cái mùi hương mà ngài hưởng được đó chính là mùi máu oan hồn mà tôi đã giết bao nhiêu người nhưng những người đó bắt đầu tha thứ cho tôi cho nên mới có mùi hương đó nhưng nếu như ngài đem tôi ra khỏi chủ công của mình thì tôi không thể tu tập được nữa mà tâm ma của tôi vẫn còn thì tôi sẽ hại chết người cho nên ngài hãy mang miếng gỗ này về để lại trong đình. thì khi chú chú công chú giật mình vậy thì cái giấc mơ nó quảng hồn phá tại một người trước mặt mình là một con quỷ. thời xưa mà máu me không có nói vậy thì chú làm một chuyện rất là sai lầm. chú đem tấm gỗ đó chú quăng vào trong cái lò bếp chú đốt. thì sáng hôm sau vợ của chú là người đi làm sớm thì bà đang chạy xe đó bà mới bà dừng lại bà mua cái gì đó thì bà dậm trúng cộng dây điện bà bị giật kích quéo luôn thì chồm sớm mới đưa xác của bà về về nhà đó thì lúc này mới kêu nhà hòm người ta chở ghe vô chở cái hòm vô để mà mai táng cho bà thì khi mà cái hòm nó vô tới gần tới nhà đó thì bỗng nhiên cái hòm nó là hòm rỗng nhưng mà lại có tiếng người cười trong đó và trên hòm bạn biết là cái hòm nó trơn à hòm trơn mà lại có những hoa văn ký tự bắt đầu nó nổi lên ở trên hòm thì những người nhà hòm người ta sợ người ta chưa thấy cái hiện tượng đó bao giờ thì người ta sợ nhưng mà khi vô tới nhà của chú công này đó thì không một ai nhấc cái hòm đi lên được hết thì lúc đó là thầy tụng là người làm tang lễ đó không phải thầy pháp thì người thầy tụng này thấy chuyện bất thường thấy chuyện bất thường thì mới kêu mọi người xuống giúp để bưng cái hòm lên tại hòm để trên trên cái thuyền trên ghe thì mọi người xuống không ai làm gì được không ai nhúc nhích được cái hòm đó nhưng những người anh em của nhà chú công đó, thì có một ông nhảy xuống thì cái hòm nó lung lay và ổng đẩy thử thì ổng thấy cái hòm nó nhích lên được thì lúc này bạn biết trong nhân gian mình người ta lập tức người ta sẽ nghĩ rằng là à do cái dòng hồn của người phụ nữ đó mới vừa chết mà chích oan kích ức cho nên là chỉ có người nhà khinh hòm thì hòm mới đi giống như là tâm nguyện của người chết ta muốn như vậy thì những người anh em của chú công mới nhảy xuống thì nhảy xuống khoảng 7 người để mà khuân cái hòm lên thì bạn biết khi 7 người vừa đẩy cái hòm lên thì ghe nó chìm ghe chìm mà những người đó không thể buông cái đòn ra được là dính sát trong đòn không cách nào buông được cái hòm nó dìm 7 người đó xuống mà xung quanh rất đông người không ai cứu được nha mà những người nhảy ra mà người ta cứu đó người ta nói là cái lực hòm nó đè xuống rất nặng không có cách nào mà rứt những người đó ra và bảy người chết dưới cái lòng hồ đó luôn bạn này kể một cái câu chuyện mà tôi thấy ớn lạnh đó. là bảy người bị cái hòm đè chết dưới lòng hồ luôn và khi người ta cúng ở trên người ta lặn xuống người ta cứu đó người ta nói những người này giống như là những binh sĩ đang khuân sát À, chết mà chết mà chết 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 đuối đó mà trong tình trạng khuân hòm mà chết ở dưới nước thì lúc này ớn lạnh quá thì cái chú công này đó mới biết là mình sai mới biết mình sai thì lúc đó mới kể ra mới kể ra cho những người ở trên thì có ba của bạn này cũng ở đó thấy chứng kiến và nghe cái sự việc đó thì ba bạn này nó tại sao bao nhiêu cái đình rồi mà mày vẫn như vậy cứ mang đồ trong đình về mà không trả lại. Mày đã thấy vậy rồi sao không trả lại mà lại đem đi thiêu? Thì chú công này lúc đó chú bứng loạn rồi á. Mất vợ mà anh em mình vậy bứng loạn mới nhảy ra. Nhảy ra giữa sân là gào khóc. Bao nhiêu công đức có được gì đâu. Tại sao chỉ vì như vậy mà gia đình tôi chết hết? À, bao nhiêu công đức thì mới la làng lên. Đủ thứ hết. À, trong lúc la làng này thì ổng đứng tim ổng chết ngay tại đó luôn thì người ta đưa vô bệnh viện mà cứu không được nghĩa là đủ thứ trục chặt trong cái nhà của chú công này thì ba của bạn này mới cảm thấy chuyện không ổn rồi thấy chuyện không 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 lành rồi thì mới đi mời thầy mời thầy pháp về để mà xem có cái vong hồn nó nó còn quậy những người khác nữa hay không bị gì chết cả gia đình người ta rồi đó anh em bà con vợ thì lên đường hết rồi thì lúc đó mới mời thầy cao tay về đó thì khi về đó đó cái ông thầy này mới vô nhìn tại bạn biết không thầy pháp là phải biết tất cả những cái văn tự ký tự và biết cái đình nó đang thờ ai để mà người ta có thỉnh được hay không hoặc là người ta có giúp chứng yểm được hay không thì người thầy pháp mà ba bạn này mời về rất là cao tay khi mà tới thì mới hỏi rằng là cái người thợ đó, đó là phụ trách ở vị trí nào trong đình thì ba của bạn này mới là phụ trách cái mái ngói thì người thầy pháp nó là vậy cho tôi bắt cái thang lên tôi coi thử thì khi bắt thang lên ông dở mái ngói ra thì ông mới thấy được cái thẻ đó ông mới xuống ông mới hỏi rằng là cái người đó lúc chết có nói gì liên quan đến một cái thẻ bài bằng gỗ không thì ba mà nó có mà thiêu rồi thì người thầy pháp mới nói, chết à? quá quá là bậy rồi nhưng bây giờ lỡ rồi thôi thì mình mời cái người trong đình hàng ma phục yêu tại dẫu sao cái vong hồn nó cũng là do người này gọi là hàng ma đem về đó thì mới lập cái đàn mời người trong đình là ở trên ta gia cố hết bên trong làm sạch sẽ lại hết mới để cái bát hương bắt đầu mới mời cái vị quan đó thì khi mời vị quan đó đó vị quan nó mới nhập hồn vào sát của thầy pháp thì lúc đó mới nói ra danh tính của mình à về đây là một cái vị quan mà đi chuyển lương thảo ra xa trường thì trên đường chuyển lương thảo ra sai trường á Ông đi ngang một cái làng đang bị chết đói Cho nên là ông mới đem hết toàn bộ lương thảo Ông phát chẩn Ông phát chẩn vì ông nghĩ binh sĩ có thể giết ngựa Có thể săn bắt để sống đỡ qua ngày Nhưng mà bá tánh Mà bị vậy ông chịu không đặng Ông phát chẩn luôn Thì chính vì vậy mà ông phạm vô quy điều Ông bị đem ra xử chạm Thì cái chết của ông được những người dân dùng đó người ta quý trọng người ta mới phong ổng thành thần mới lập miếu thờ cúng mà từ đó ổng hàng ma phục yêu ở đây nhưng mà trong cái chết của ổng phải một mình ổng chết mà gồm bảy phó tướng của ổng cũng bị chu di tại vì không có cản chủ công của mình thì bảy người đó cũng bị chém nhưng mà bảy người đó lại không được người dân ghi nhớ người ta chỉ ghi nhớ cái người đứng đầu đưa ra cái lệnh đó thôi chứ người ta không biết ơn những người binh sĩ khác Mặc dù những người binh sĩ khác cũng bị chết vì chuyện đó. Cho nên bảy người phó tướng này thành quỷ. Mà tồn tại trong nhân gian và đặc biệt ở cái vùng này. Để mà giết người. Để mà hại người và uống máu người. Và mỗi người có một cái linh lực khác nhau dựa vào tài năng lúc sinh thời của các vị đó. Thì cái vị quan này đó. Sau đó được người dân người ta lập đình thì người ta vô người ta mét. Người ta mét là những người phó tướng năm đó như vậy đó Thì vị này hiển linh Vị này hiển linh Đi khắp nơi thu phục lại bảy phó tướng của mình Và hóa thành bảy cái thẻ bài Và người dân dùng đó Ta phải nhét ở trên mái ngói Mỗi mỗi ngày mỗi đêm Đều phải chịu nắng mưa Và phải nghe sự tu tập Cũng như công đức Và cái vị này đó là phù hộ cho những người trong dùng Cái công đức đó hướng lên cho bảy vị mà thành quỷ bởi vì phó tướng thành quỷ của ổng à, nhưng mà những người này tâm ma tâm hận còn rất nhiều cho nên ngày nào mà còn gần chủ công của mình thì họ không hại người nhưng mà nếu đem ra xa thì cái tâm ma họ phát nguyện họ sẽ đi hại người lại à thì cái người thầy pháp mới nói ra cái danh tính của cái vị quan đó thì mới về lại nhà của chú công này để mà lập đàn ổng à, hàng ma phục yêu tại đây thì khi mà ổng phục được cái dông hồn cái người tướng của ổng rồi đó thì cái vị thầy pháp đi vô thẳng cái lò mà nơi đốt cái thẻ bài thò tay vô lửa bốc ra lại cái thẻ bài đó rồi mới đem về trên đình gắn vô máy ngói lại rồi ổng mới xuất hồn thì từ đó mới hiểu ra cái câu chuyện của cái vị này nhưng mà câu chuyện này nằm ở phía bắc chứ không phải ở phía nam thì cái gia đình mà xây cái đình này là một gia đình ngoại Bắc giàu nam lập nghiệp. Họ lại xây đúng bài bản đình của họ ngoài kia. Những cái thẻ này là những cái thẻ mà họ khắc lên dựa trên chữ nôm của ngoài kia. Chứ không phải là họ là người miền Nam mình. Nhưng mà sau khi làm ăn họ thành đạt, họ lại khai chi tác nghiệp, họ lại đi nơi khác buôn bán. À, cho nên là mới xảy ra cái cớ sự là không ai biết câu chuyện đình này có chuyện gì tại câu chuyện là cái làng mà bị chuyện đó là ngoài bắc các cái vị này cũng là đều là quan tướng và ma quỷ ở ngoài phía bắc chứ không phải trong nam mình cho nên cái đình bỏ hoang là không ai biết còn những cái người coi đình này, những người có nhân duyên lúc đó được gửi thì cũng không biết câu chuyện trong đình là như thế nào à thì rút cuộc ra bây giờ người tây pháp họ giải nghĩa ra họ biết cái chuyện đó thì lúc cuộc mới cúng kiến lại cái đình được khôi phục trở lại tân có hỏi bạn nhưng mà bạn à không có trả lời khi mà bạn kể câu chuyện xong thì bạn giấu cái danh tính của bạn đi bạn không có muốn người ta biết tới bạn nói rằng là thật ra cái câu chuyện nó cũng làm cho người trong dùng này sợ người ta cũng tới cúng nhưng mà người ta hạn chế lắm vì người ta không biết rằng là những cái thẻ bài nó bao giờ nó phát tác dụng à, có nghĩa là lỡ như cái vị quan nó không tồn tại không ai còn phát nguyện cái tâm thì những người trên đó họ có thành quỷ, họ phá người trong dùng hay không? Thì thật ra đây là một cái sự luân chuyển luân hồi các bạn. Cái vị quan này sẽ phù hộ cho người trong dùng Thì người trong dùng khi mà họ đạt được á, họ tới họ cúng thì công đức của vị quan đó sẽ dồn về cho những người thành quỷ ở bên trên. Nhưng mà nếu như chúng ta kỳ thị, chúng ta không tới, chúng ta không cúng nữa. Cái đền này lạnh tanh, bỏ hoang. Thì công đức của vị quan này dần dần mất đi. Thì lúc đó mọi chuyện mới trở nên nguy hiểm. À, thì chúng ta nên bình đẳng và bình thường. Những chuyện mà lỡ gia chạm tâm linh rồi, đừng có sanh hận. Tất cả đều có nhân duyên của nó. Biết đâu những người trong cái gia đình của chú Công kiếp trước là những người đau phủ chém gia đình này thì sao? Cho nên bây giờ gặp lại hoặc là cái người quan của năm xưa đã đưa ra quyết định là xử tử chu di bảy cái người phó tướng này thì sao cho nên nó mới xảy ra cái dòng luân hồi kiểu như vậy thì đó là cái suy nghĩ riêng của tân và cũng là cái hay trong tâm linh để mà mình bàn tán thì các bạn thấy đó nó luôn có một cái sự mập mờ nào đó không rõ ràng trong tâm linh và chính vì sự mập mờ đó mà lại có sự tồn tại của ma thì người ta mới cảm thấy hứng thú người ta sợ cái gì mà rõ ràng nó không còn hay nó bí bí ẩn ẩn thì người ta mới thích thú người ta mới nghe những câu chuyện ma ta vừa nghe những câu chuyện lịch sử công lực của loài ma đó công lực của người thầy pháp đó cái thi chuyển như thế nào thì người ta mới cảm thấy là trên đời này có nhiều thứ vi diệu có một cái thế giới thứ ba mà người ta muốn tìm hiểu phải không thì đôi khi mình nghe chuyện ma thì mình thông cảm giùm cho người kể chuyện cũng như là người gửi chuyện bởi vì ai cũng có nỗi khổ riêng nếu mà bạn đó nói ra cái đình đó ở đâu Nhà bạn là ai Ba bạn là người như thế nào Tên tuổi Thì liệu chúng ta có đi tìm thông tin hay không Và khi chúng ta tìm thông tin có tìm đúng hay không Chúng ta tới đó có hành lễ hay không Hay là chúng ta leo nóc nhà chúng ta Lấy ra thử Thử thì có ai thử được Thì mình không nói Mà thử mà lỡ gặp ma gặp quỷ gây ra họa Thì cái trả giá của mình Là cuộc đời mình là mạng của mình thì người kể cũng giấu mà người cung cấp chuyện cũng phải giấu chính vì vậy mà cái mập mờ nó làm bạn khó chịu nhưng cũng chính vì đó nó mới tạo ra sự bí ẩn của tâm linh chứ cái gì quỵt tẹt ra hết nó còn hay nữa ha các bạn ha thì đây là câu chuyện của tân gửi các bạn ngày hôm nay các bạn thấy như thế nào cho tân biết trong phần bình luận nếu thích nhớ like share và subscribe để kênh youtube của tân đến với nhiều người hơn bây giờ là bye bye hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau Bye-bye.